Luận Đại Trí Độ tập 1 cuốn 1 đến 5 tác giả Nagarjuna Long Thọ. Dịch Phạn Gia Hán Kiêu Ma La Thập Việt Dịch Hòa Thượng Thiện Siêu. Cuốn 1 Duyên Khởi Luận. Đường lớn trí độ Phật khéo đến, biển lớn trí độ Phật thấu suốt, nghĩa tướng trí độ Phật vô ngại, kính lễ Phật trí độ vô đẳng. Hạt kiến có không, dứt không còn, thật tướng các pháp Phật đã nói, thường trụ bất hoại, sạch phiền não. Kính lễ pháp mà Phật tôn trọng, biển cả thánh chúng làm ruộng phước, bậc học vô học để trang nghiêm, đã sạch giống ái của đời sau, ngã sở đã dứt, căn đã trừ, đã xả các sự nghiệp thế gian, là chú xứ của các công đức, tối thượng giữa tất cả chúng hội, kính lễ chân tịnh đại đức tăng, đã nhất tâm cung kính tam bảo các bậc cứu thế, Ngài Di Lặc trí huệ đệ nhất, Xá Lợi Phất, vô chánh không hạnh tu Bồ Đề. Tôi nay theo sức muốn diễn nói, nghĩa thật tướng đại trí bờ kia, nguyện các đại đức bậc thánh trí, nhất tâm khéo thuận nghe tôi nói. Hỏi vì nhân duyên gì mà Phật thuyết kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật, phép tắc của chư Phật không vì vô sự và nhân duyên nhỏ mà tự giảng pháp, cũng như núi Tù Di, cũng không vì vô sự và nhân duyên nhỏ mà rung động. Vậy nay có nhân duyên to lớn gì mà Phật thuyết kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật? Đáp, ở trong Tam Tạng, Phật dùng đủ loại thí dụ để thuyết pháp cho hàng thanh văn mà không thuyết đến Bồ Tát Đạo. Duy trong kinh Bản Mạc của Trung A Hàm, Phật tuy có thọ ký cho Bồ Tát Di Lặc rằng đời sau ông sẽ được thành Phật hiệu là Di Lặc, mà cũng không nói đến Bồ Tát Hạnh. Nay Phật muốn giảng đủ các Bồ Tát Hạnh cho Di Lặc vân vân, cho nên thuyết kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, có vị Bồ Tát tu niệm Phật Tam Muội, Phật muốn khiến họ đối với Tam Muội này được tăng ích, nên thuyết kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật. Như phẩm đầu trong kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật nói, Phật hiện thần túc phóng ra ánh sáng sắc vàng chiếu khắp mười phương thế giới, nhiều như các sông Hằng, thị hiện thân lớn sáng suốt trong sạch, đủ các thứ sắc đẹp để khắp hư không. Phật ở giữa chúng đoan chánh thủ diệu, không ai sánh kịp, thí như núi Chúa Tu Di nổi giữa biển cả. Các Bồ Tát nhờ thấy sự thần biến của Phật nên tăng thêm lợi ích đối với niệm Phật Tam Muội, vì lẽ đó Phật thuyết kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, Bồ Tát Tất Đạt Đa lúc mới sanh phóng ra ánh sáng để khắp cả mười phương, đi bảy bước nhìn khắp bốn phương với âm thanh như sư tử giống, ngài thuyết bài kệ: Thần thai, phần thai sanh đã hết, đây là thân cuối cùng, ta đã được giải thoát, sẽ lại độ chúng sinh. Sau khi phát thệ như vậy, thân ngài lớn dần, ngài muốn từ bỏ thân thuộc xuất gia tu đạo. Nửa đêm thức dậy, nhìn thấy các ca nhi hậu phi thể nữ hình trạng như thây thối, ngài liền sai Sa Nặc thắng con ngựa trắng, nửa đêm vượt thành, đi được 12 do tuần. Đến trong cánh rừng có vị tiên nhân tên là Bạc Giả Bà đang ở, lấy dao cắt tóc, cởi y phục quý giá, đổi lấy áo tăng giả lê thô xấu, rồi ở bên sông Ni Liên Thuyền 6 năm tu khổ hạnh. Ngài ăn một hạt mè hoặc một hạt gạo, nhưng tự nghĩ đây không phải là chánh đạo. Bấy giờ Bồ Tát bỏ chỗ tu khổ hạnh, đến dưới gốc Bồ Đề ngồi tòa kim cang, mà vương đem 18 ước vạn đồ chúng đến phá hoại Bồ Tát. Bồ Tát dùng sức công đức và trí tuệ hàng phục bọn ma, mà chứng quả vô thượng Bồ Đề. Bấy giờ vị vua trời cõi Phạm Thiên, chúa tể của 3.000 đại thiên thế giới tên là Thi Khí, cùng với chư thiên ở cõi sắc Thích Đề Hoàng Nhân, cùng với chư thiên ở cõi dục và tứ thiên vương, cùng đến trước Phật khuyến thỉnh Thế Tôn khởi đầu quay bánh xe chánh pháp. Lại vì Bồ Tát nhớ đến sở nguyện đại từ đại bi của mình nên nhận lời thỉnh cầu mà thuyết pháp. Pháp sâu xa trong các pháp là Bát Nhã Ba La Mật vậy, vì thế Phật thuyết kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, có kẻ hoài nghi rằng Phật không chứng được nhất thiết trí, vì cớ sao? Vì các pháp vô lượng vô số, làm sao một người mà có thể biết tất cả các pháp? Phật chú trong pháp Bát Nhã Ba La Mật thật tướng thanh tịnh như hư không, vô lượng vô số, mà tự nói lên lời chân thật rằng ta là bậc nhất thiết trí, muốn dứt hết thảy nghi ngờ của chúng sanh. Vì thế Phật thuyết kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, có những chúng sanh đáng được độ, nhưng vì đại công đức và trí tuệ của Phật vô lượng, khó biết khó hiểu, do đó họ bị ác sư mê hoặc, tâm đắm chìm trong tà pháp, vào không vào được chánh đạo. Vì hạng người đó, Phật khởi tâm đại từ, duỗi tay đại bi cứu vớt, đưa vào Phật đạo. Do đó mà Phật tự thị hiện ra công đức tối diệu, phát ra đại thần lực. Như trong sơ phẩm của kinh Bát Nhã Ba La Mật nói, Phật nhập vào chánh định tên là Tam Muội Vương. Khi ra khỏi chánh định, Phật dùng thiên nhãn quán khắp mười phương thế giới,
Khắp các lỗ chân lông của ngài đều mỉm cười và từ dưới bàn chân có tướng nghìn bánh xe của ngài phát ra 600.000 vạn đức ánh sáng đủ màu, chiếu khắp 10 phương vô lượng vô số thế giới của chư Phật, nhiều như các sông Hằng, làm cho tất cả đều chói sáng. Phật muốn tuyên thị thật tướng của hết thảy các pháp, đoạn trừ nghi kết của hết thảy chúng sanh, nên thuyết kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, có người ác tà ôm lòng tật đố phỉ báng rằng trí tuệ của Phật không ra khỏi trí tuệ của loài người, mà chỉ dùng huyễn thuật làm mê hoặc đời. Vì để dứt lòng cống cao tà mạn của những người đó, nên Phật hiện ra vô lượng thần lực, vô lượng trí tuệ lực. Từ trong Bát Nhã Ba La Mật tự nói lên rằng, ta là đấng có đầy đủ vô lượng thần thông phước đức, tôn quý nhất trong ba cõi, che chở cho tất cả. Nếu ai phát một niệm ác thì mắc phải vô lượng tội, nếu phát ra một niệm tịnh tín thì được hưởng phước lạc cõi người, cõi trời, và chắc sẽ được quả niết bàn. Lại vì muốn khiến mọi người tín thọ chánh pháp nên nói, ta là đại sư có đủ 10 lực, 4 vô sở úy, đứng ở hàng thánh chúa, tâm được tự tại, với âm thanh như sư tử hống, mà quay bánh ra chánh pháp là tối tôn thượng trong tất cả thế giới. Lại nữa, Phật Thế Tôn vì muốn cho chúng sanh hoan hỷ mà nói kinh Bát Nhã Ba La Mật này, rằng các người nên sanh tâm hoan hỷ lớn. Vì cớ sao? Vì hết thảy chúng sanh đều bị mắc trong lưới tà kiến, bị bọn ác sư dị học làm mê hoặc. Còn ta thì từ trong lưới tà kiến ác sư mà ra khỏi, là bậc đại sư đủ 10 lực, khó có thể gặp. Này các người đã gặp được, ta sẽ theo thời khai mở các pháp tạng thâm áo như 77 phẩm trở đạo, vân vân. Như vậy các người mặc tình thu lượm. Lại nữa, hết thảy chúng sinh vì bệnh kiết sử gây ra phiền não, từ khi có sanh tử đến bây giờ không ai trị được bệnh ấy, lại thường bị ngoại đạo ác sư mê hoặc. Ta này ra đời làm đại y vương, tập hợp các thứ pháp dược, các người hãy uống đi. Vì thế Phật thuyết kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, có người nghĩ Phật cũng như người, cũng có sanh tử, chịu sự đói khát, lạnh nóng, già bệnh. Phật muốn trừ ý nghĩ đó nên thuyết kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật này, khai thị rằng thân ta là không thể nghĩ nghỉ. Các Phạm Thiên Vương và Tổ Phụ Chư Thiên dù trải qua kiếp số nhiều như các sông Hằng, muốn suy lường thân ta, tìm xét âm thanh ta, còn không thể chắc lường, huống là trí tuệ tam muội của ta. Như kệ nói, đối thật tướng các pháp, các hàng Phạm Thiên Vương, hết thảy chúa trời đất mê mờ không thể biết, pháp ấy rất thầm diệu, không ai đo lường được. Phật ra đời khai mở sáng như mặt trời chiếu. Lại như khi Phật truyền xe pháp lần đầu tiên, Bồ Tát ứng trì từ tha phương đến muốn chắc lường thân Phật, vượt lên quá hư không vô lượng cõi Phật đến thế giới của Phật Hòa Thượng, mà thấy thân Phật vẫn y như vậy, bèn nói kệ, hư không không biên tế, công đức Phật vẫn thế, dẫu muốn lường thân Phật, uổng công không lường được. Vượt quá cõi hư không vô lượng các cõi Phật, thấy thân Thích Sư Tử vẫn như cũ không khác thân Phật, như núi vàng diễn xuất ánh sáng lớn, tướng tốt tự trang nghiêm như hoa nở mùa xuân. Như thân Phật vô lượng, ánh sáng và âm hưởng cũng vô lượng, các công đức và giới định tuệ của Phật cũng đều vô lượng, như tam mật trong kinh Mật Tích trong đó có nói rộng. Lại khi Phật mới sinh ra, chạm đến đất liền đi 7 bước, liền tự cất tiếng nói xong lặng im như các trẻ nít không đi không nói. 3 năm được mớm sữa, các bà mẹ nuôi nấng dần dần lớn khôn. Nhưng thân Phật thì vô số trong khắp các thế gian, vì độ chúng sanh mà hiện làm kẻ phàm phu. Sau kẻ phàm phu khi sanh, thân phận, các căn và ý thức chưa thành tựu, 4 oai nghi nơi thân là ngồi, nằm, đi, đứng và nói năng, thinh nín cùng các cách thức của con người đều chưa hiểu rõ. Trải qua ngày tháng năm dần dần học tập mới đủ các cách thức của người. Chứ sao nay Phật mới sanh ra liền có thể nói được, đi được, rồi sau mới là không thể nói và đi. Điều này thật là lạ. Nên biết chỉ vì Phật dùng phương tiện lực hiện thân làm theo cách thức của người, đi đứng nằm ngồi như người, để khiến chúng sinh tin theo pháp thâm diệu. Nếu Bồ Tát khi mới sinh mà đã đi được, nói được, người đời ta sẽ nghĩ, nay mới thấy người như vậy, thế gian chưa từng có, đây chắc là trời rồng quỷ thần. Những điều người ấy họ không phải là điều chúng ta làm được. Vì cớ sao? Vì nhục thân sanh tử của chúng ta do bị nghiệp kiếp sử lôi kéo, không được tự tại, nên những điều sâu như vậy của người ấy ai mà theo nổi. Vì nghĩ như thế nên họ tuyệt vọng không được thành pháp khí của thánh hiền. Vì hạng người đó mà Phật sanh ra trong vườn lâm tỷ ni, tuy có thể đi đến ngay dưới chân cội bồ đề mà thành Phật, sau ngài vẫn dùng sức phương tiện thì hiện làm hài đồng, ấu thơ, thiếu niên rồi thành nhân, theo từng thời kỳ mà hưởng thụ sự vui chơi, học tập nghệ thuật, trang phục, hưởng thọ ngũ dục đủ cách thức của người thường.
Dần dần thấy sự khổ già bệnh chết mà sách tâm nhàm chán, nửa đêm vừa thành xuất gia, đi đến chỗ của tiên nhân Út Đặc Già và A La La, thì hiện làm đệ tử nhưng không thực hành theo pháp của các vị ấy. Tuy thường dùng thần thông tự nhớ đời trước chỉ giới hành đạo trong thời Đức Phật Ca Diếp, mà nay vẫn thể hiện tu khổ hạnh 6 năm cầu đạo. Bồ Tát tuy làm chủ 3.000 đại thiên thế giới mà vẫn thể hiện dẹp phá ma quân, thành vô thượng đạo vì tùy thuận theo pháp thế gian, nên hiện ra các biến hóa đó, nay ở trong Bát Nhã Ba La Mật thể hiện đại thần thông và trí huệ lực. Các người nên biết thân Phật nhiều vô số khắp các thế gian, lại nữa có người đáng được độ, mà hoặc vì rơi vào kiến chấp nhị biên hoặc vì vô trí nên chỉ cầu cách khoái lạc nơi thân, hoặc có người vì đạo mà tu theo khổ hạnh. Những người như thế, đối với đệ nhất nghĩa, họ bị mất phần niết bàn chánh đạo. Phật muốn phá hai lối cực đoan đó, đưa họ vào trung đạo nên thuyết kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, để phân biệt quả báo, cúng dường sanh thân và pháp thân, nên thuyết kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật như đã nói trong phẩm Xá Lợi Tháp. Lại nữa, vì muốn giảng thuyết A Bệ Bạt Trí và tướng của A Bệ Bạt Trí, lại vì muốn nói rõ ma huyễn, ma ngụy, ma sự, lại vì nhân duyên để người ở đời tương lai cúng dường Bát Nhã Ba La Mật, lại vì muốn thọ ký cho hàng tam thừa nên thuyết kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật. Như Phật bảo A Nan, sau khi ta bát niết bàn, Bát Nhã Ba La Mật này sẽ truyền đến phương Nam, từ phương Nam truyền đến phương Tây, sau đó 500 năm Phật lịch sẽ truyền đến phương Bắc. Ở đây có nhiều thiện nam thiện nữ nhân, tín pháp cúng dường các thứ hoa hương anh lạc, tràng phan kỹ nhạc, đèn sáng chân bảo cùng các tài vật khác, hoặc tự chết, hoặc khuyên người khác chết, hoặc đọc tụng, hoặc nghe giảng thuyết, chân trái ghi nhớ, tu hành đúng pháp mà cúng dường. Người này nhờ nhân duyên đó mà hưởng thụ các thứ dục lạc của thế gian, và đến đời cuối cùng thì chứng tam thừa mà vào vô sư niết bàn. Những việc nhân duyên như vậy xem trong tác phẩm của kinh, thế nên thuyết kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, vì muốn thuyết tướng đệ nhất nghĩa tất đàn, nên Phật thuyết kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật có bốn thứ tất đàn. Một là thế giới tất đàn, hai là các vị nhân tất đàn, ba là đối trị tất đàn, bốn là đệ nhất nghĩa tất đàn. Trong bốn tất đàn đã tổng nhất hết thảy 12 bộ kinh, 84.000 pháp tạng, đều là thật, không trái ngược nhau. Trong Phật pháp tất cả đều thật, có pháp thật, vì theo thế giới tất đàn có pháp thật, vì theo các vị nhân tất đàn có pháp thật, vì theo đối trị tất đàn có pháp thật, vì theo đệ nhất nghĩa tất đàn. Sao gọi là thế giới tất đàn? Tất đàn theo nghĩa phổ thông, vì có những pháp theo nhân duyên hòa hợp nên có, chứ không có tính biệt lập. Ví như xe do có càng nhịp trục bánh hòa hợp lại nên có, chứ không có chiếc xe riêng. Con người cũng như thế, do năm uẩn vũ chúng hòa hợp nên có, chứ không có con người riêng. Hỏi, như Phật nói, ta dùng thiên nhãn thanh tịnh thấy các chúng sanh chết chỗ này sanh chỗ kia, chịu quả báo tùy theo nghiệp thiện ác. Người có nghiệp thiện thì sanh trong loài trời người, người có nghiệp ác thì bị đọa vào ba đường ác. Lại nữa, kinh nói, một người ra đời mà nhiều người được nhờ phúc lạc lợi ích, đó là Phật Thế Tôn vậy. Nhiều trong pháp cú nói, tự mình cứu lấy mình, người khác làm sao cứu được, tự mình thực hành thiện trí là tự cứu hay nhất. Như trong kinh Bình Sa Vương Kinh Phật nói, người phàm không nghe pháp, người phàm đắm trước nơi ngã. Lại trong kinh Phật Nhị Dạ nói, Phật từ đêm đắc đạo đến đêm bát niết bàn, những kinh giáo Phật thuyết khoảng thời gian giữa hai đêm ấy tất cả đều thật, không điên đảo. Nếu thật không có người thì tại sao Phật lại nói người? Trong câu ta dùng thiên nhãn thanh tịnh thấy các chúng sanh, đáp, người vân vân, vì theo thế giới tất đàn nên có, vì theo đệ nhất nghĩa tất đàn nên không, còn như pháp tánh thật tế, vì theo thế giới tất đàn nên không, vì theo đệ nhất nghĩa tất đàn nên có. Người cũng như thế, vì theo đệ nhất nghĩa đàn nên không, vì theo thế giới tất đàn nên có. Vì có các nhân duyên năm uẩn nên có người, ví như sữa do nhân duyên của sắc hương vị xúc cho nên có. Nếu sữa thật không thì nhân duyên của sữa cũng phải là không, là nhân duyên của sữa thật có nên sữa cũng phải là có. Chẳng phải như cái đầu thứ hai, cái tên thứ ba của một người là không có nhân duyên mà chỉ có giả danh. Các tướng hình thức như thế nên gọi là thế giới tất đàn. Sao gọi là các vị nhân tất đàn? Tất đàn trong ý nghĩa cá biệt với từng người, quan sát tâm hành của từng người mà nói pháp cho họ, đối trong một việc mà hoặc có người nghe được hoặc có người không nghe được. Như trong kinh nói, do nghiệp tạp báo mà tạp sanh ra trong thế gian, được tạp xúc, tạp thọ. Lại trong kinh phá quần na,
Nói, không có người xúc, không có người thọ, hỏi giữa hai kinh này làm sao dung thông được? Đáp, vì có kẻ nghi ngờ đời sau không tin tội phước, làm hạnh bất thiện, rơi vào kiến chấp đoạn diệt, đoạn kiến. Vì muốn dứt mối nghi của người đó, trừ ác hạnh của họ, tức là muốn nhổ đoạn kiến của người đó nên nói hết tạp sanh trong thế gian được tạp xúc tạp thọ. Lại ngoài đạo phá quẩn na, chấp có ngã có thần, rơi vào chấp thường, thường kiến. Nên khi phá quẩn na hỏi Phật, thưa Đại Đức Thế Tôn ai thọ, nếu Phật trả lời có ai thọ thì kia bèn rơi vào chấp thường. Ngã kiến của người ấy tăng gấp bội, bền chắc không thể di chuyển. Cho nên đối với người này, Phật không nói là có người thọ, người xúc. Nhưng tướng hình thức như thế gọi là các vị nhân tất đàn. Sao gọi là đối trị tất đàn? Tất đàn trong ý nghĩa đối trị theo vậy, có pháp về ý nghĩa đối trị thì có, mà thật tính thì không như các thứ cỏ thuốc uống ăn có tính chất nặng, nhiệt, béo, chua mặn. Đối với bệnh phong thì gọi nó là thuốc, còn đối với bệnh khác thì không phải thuốc. Nếu các thứ cỏ thuốc ăn uống có tính chất nhẹ, lạnh, ngọt, đắng, rít, đối với bệnh nhiệt thì gọi nó là thuốc, còn đối với bệnh khác thì không phải thuốc. Nếu các thứ cỏ thuốc ăn uống có tính chất nhẹ, cay, đắng, rít, nóng đối với bệnh hàn thì gọi đó là thuốc, còn đối với bệnh khác thì không phải thuốc. Các trị tâm bệnh trong Phật pháp cũng như thế, phép tư duy quán bất tỉnh đối với bệnh tham dục thì gọi là pháp đối trị hay, còn đối với bệnh sân nhuế thì không gọi là hay, không phải là pháp đối trị. Sao vậy? Quán thân xấu xa ô cấu gọi là quán bất tỉnh. Nếu người là sân nhuế mà quán thân xấu xa ô cấu thì càng làm tăng thêm lượng sân nhuế. Tư duy về tử tâm đối trị bệnh sân nhuế thì gọi là pháp đối trị hay, còn đối với bệnh tham dục thì không gọi là hay, không phải là pháp đối trị. Vì sao? Vì tử tâm đối với chúng sinh thường cầu việc tốt, quán sát công đức. Nếu là người tham dục mà cầu việc tốt, quán sát công đức thì càng tăng thêm lòng tham dục. Pháp quán nhận duyên đối với bệnh ngu si thì gọi là pháp đối trị hay, còn với bệnh tham dục sân nhuế thì không gọi là hay, không phải là pháp đối trị. Vì sao vậy? Vì trước có tà quán mới sinh tà kiến, mà tà kiến tức là ngu si. Hỏi, trong Phật pháp có nói 12 nhân duyên rất sâu xa, như nói Phật bảo A Nan, pháp nhân duyên ấy rất sâu xa, thấy khó biết, khó tỏ ngộ, khó quan sát. Người có tâm vi tế tuệ thiện xảo mới hiểu được, còn người ngu si đối với pháp thiền cận còn khó hiểu, vốn là pháp nhân duyên rất sâu xa. Thế tại sao nên lại nói người ngu si nên quán pháp nhân duyên? Đáp, người ngu si đây không phải như châu dê ngu si, mà là người này muốn cầu đạo chân thật, lại đem tả tâm quan sát nên sinh ra đủ thứ tà kiến. Người ngu si như thế hay nên quan sát nhân duyên gọi là pháp đối trị hay. Nếu với người có nhiều sân nhuế tham dục, mong cầu khoái lạc, muốn nhiễu hại kẻ khác thì nhân duyên quán không là hay, không phải là pháp đối trị. Chỉ có tư duy về bất tịnh, về tử tâm mới là hay, là pháp đối trị với hai hạng người ấy. Vì sao? Vì hai phép quán này có thể nhổ mũi tên độc sân nhuế và tham dục. Lại nữa, những chúng sanh điên đảo chấp thường, không biết rõ các pháp, chỉ có trong tánh cách tương tự tương tục, những người như thế mà quán vô thường là pháp đối trị tất đàn, chứ không phải đệ nhất nghĩa tất đàn. Vì sao? Vì hết thảy các pháp tự tánh là không, như kệ nói, vô thường thấy là thường, ấy gọi là điên đảo. Trong không, không vô thường, chỗ nào thấy có thường? Hỏi, hết thảy pháp hữu vi đều tương ứng với vô thường, ấy là đệ nhất nghĩa. Vì sao? Vì hết thảy pháp hữu vi đều có ba tướng, sanh trụ diệt, vì trước tiên là sanh, tiếp đến trụ, sau đó diệt. Tại sao nên nói vô thường không phải là thật? Đáp, pháp hữu vi đúng ra không có ba tướng ấy. Vì sao? Vì ba tướng ấy không thật. Nếu các pháp sanh trụ diệt là tướng hữu vi, thì trong tướng sanh lẽ ra cũng phải có đủ ba tướng, vì sanh là pháp hữu vi. Như vậy mỗi một tướng lại có đều có đủ ba tướng, thế thì vô cùng, trụ và diệt cũng như thế. Nếu trong mỗi sanh trụ diệt lại không có sanh trụ diệt, thì sanh trụ diệt đó không nên gọi là pháp hữu vi. Vì sao? Vì tướng của pháp hữu vi, sanh trụ diệt nơi đó không có. Do nghĩa đó, các pháp vô thường là không phải đệ nhất nghĩa tất đàn. Lại nữa, nếu tất cả đều thật sự là bản tánh vô thường, thì không có hạnh nghiệp và quả báo. Vì sao? Vì vô thường tức là sanh rồi diệt mất. Ví như hạt giống mục nát không thể sanh ra quả, như vậy thời không có hạnh nghiệp, không có hạnh nghiệp thiện, sao có quả báo? Này, theo pháp của các hiển thánh đều nói có quả báo, kẻ thiện trí có thể tín thọ, vậy không nên nói không có quả báo.
Do đó các pháp không phải là vô thường tánh. Vì nói có các nhân duyên vô lượng như thế nên không được nói các pháp là vô thường tánh. Tất cả pháp hữu vi, vô thường, khổ, vô ngã. Cũng như vậy, các tướng như thế gọi là đối trị tất đàn. Sao gọi là đệ nhất nghĩa tất đàn? Tất đàn trong ý nghĩa tuyệt đối. Hết thảy pháp tánh, hết thảy luận nghị, ngữ ngôn, hết thảy pháp và phi pháp, mỗi mỗi có thể phân biệt phá tán. Còn pháp chân thật của chư Phật, Bi Chi Phật, A-La-Hán hành trì thì không thể phá, không thể tán. Những gì không thông suốt ở trong ba thứ tất đàn trên thì ở trong đây thông được. Nhưng thông như thế nào? Thông là xa lìa mọi lỗi lầm, không thể biến đổi, không thể vượt hơn. Vì sao? Vì trừ đệ nhất nghĩa tất đàn, còn các nghị luận khác, các tất đàn khác đều có thể bị phá hoại. Như bài kệ trong kinh Trú Nghĩa nói, mỗi tự đương kiến chấp, hỷ luận khởi cạnh tranh, biết thế là biết thật, không biết là báng pháp. Không nhận pháp kẻ khác, ấy là người vô trí. Những người có hỷ luận thảy đều là vô trí, hoặc đương điều mình thấy mà sanh các hỷ luận. Nếu cho đó tịnh trí thì ai cũng tịnh trí. Trong ba bài kệ này, Phật nói tướng trạng của đệ nhất nghĩa tất đàn, rằng chúng sanh trong thế gian thường tự nương kiến chấp, tự nương pháp, tự nương hí luận của mình mà sanh ra cạnh tranh. Hí luận chính là gốc cạnh tranh, mà hí luận thì nương các kiến chấp sanh khởi. Như kệ nói, có lãnh thọ pháp mới có luận, không lãnh thọ pháp luận cái gì, các kiến có, không có lãnh thọ, điều ấy người này đã trừ sạch. Hành giả như thật biết được điều ấy thì đối hết thất, hết thảy pháp, hết thảy hí luận, không lãnh thọ, không chấp trước, không thấy là thật, không cùng cạnh tranh với kẻ khác và biết được vị cam lộ của Phật pháp. Nếu không được thế, tức hủy báng pháp. Nếu không lãnh thọ pháp của kẻ khác, không biết không nhận lấy, ấy là người vô trí. Như vậy, thời những người có hí luận đều là người vô trí. Tại sao vậy? Vì mỗi người không chịu lãnh thọ pháp của nhau. Như có người tự cho pháp của mình là đệ nhất chân thật, thanh tịnh, còn pháp của người khác là vọng ngữ, không thành tịnh. Ví như pháp xử trị của thế gian, nào là hình phạt, giết chém, đủ thứ bất tịnh mà người thế gian tín thọ làm theo cho là thật thanh tịnh. Nhưng đối với người xuất gia thánh thiện thì đó là điều rất bất tịnh. Những người xuất gia theo ngoại đạo, sống theo pháp tu ngũ nhiệt, đứng một chân, nhổ tóc, vân vân, hạng đi kiền tử, cho đó là diệu huệ. Còn các người khác nói đó là pháp ngu si. Các pháp của hàng xuất gia ngoại đạo và bà la môn bạch y như thế đó, họ đều cho là tốt đẹp, ngoài ra là vọng ngữ. Trong Phật pháp đề cũng có tỷ kheo độc tử bảo, như bốn đại hòa hợp có pháp con mắt, năm uẩn ngũ chúng hòa hợp có pháp con người. Trong đoạn A Tỳ Đàm của độc tử nói, năm uẩn không lìa con người không lìa năm uẩn, không thể nói năm uẩn là con người ngã, hay lìa năm uẩn là con người nhận ngã, nhiếp thuộc vào pháp tạng, thứ năm là bất khả thuyết pháp tạng. Hàng đạo nhân phái nhân thiết hữu bộ thì nói, trong hết thảy mọi thứ, trong hết mọi thời, trong hết mọi pháp môn, không thể tìm ra được con người, ví như lông rùa, sừng thỏ, thường là không có. Lại nữa, 18 giới, 12 nhập, năm uẩn phải có tự tánh, mà trong đó không có con người ngã. Lại trong Phật pháp có hàng phương quảng đạo nhân nói, hết thảy pháp không sanh không diệt, không có gì cả, ví như lông rùa sừng thỏ thường là không có. Hết thảy các hàng luận nghị như thế tự giữ lấy pháp của mình, không nạp thọ pháp của người khác, rằng đây mới là thật, ngoài ra đều là vọng ngữ. Nếu tự thọ lãnh lấy pháp của mình, tự cúng dường lấy pháp của mình, tự tu hành theo pháp của mình, các pháp người khác thì không thọ, không cúng dường, cho là sai quấy. Và nếu cho như vậy là thanh tịnh, được nghĩa lại đệ nhất, thời tất cả không có gì không phải thanh tịnh. Sao vậy? Vì tất cả những người kia đều thọ lãnh pháp của mình. Hỏi, nếu có kiến chấp là sai thì đệ nhất nghĩa tất đàn sao lại đúng? Đáp, hết thảy đều ngôn ngữ rất, chỗ tâm hành diệt, tất cả đều không chỗ dựa, không hiển thị các pháp. Thật tướng các pháp không đầu, không giữa, không cuối, không tận, không phá hoại, ấy là đệ nhất nghĩa tất đà, như bài kệ ở trong Maha Diễn Nghĩa nói. Ngôn ngữ không còn, tâm hành cũng hết, không sanh không diệt, pháp như niết bàn. Nói các hành xứ gọi thế gian pháp, nói không hành xứ là đệ nhất nghĩa. Hết thảy thật, hết thảy phi thật, và hết thảy thật cùng phi thật, hết thảy chẳng thật, chẳng không thật, ấy gọi là thật tướng của các pháp. Đệ nhất nghĩa tất đà được nói đến trong các kinh như vậy, nghĩa ấy rất sâu, khó thấy, khó biết. Vì muốn nói nghĩa ấy nên phải thuyết kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, vì muốn cho các nhà đại luận nghị như ông Phạm Chí Trường Trảo vân vân
dành lòng tin đối với Phật pháp nên Phật thuyết kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật. Có vị Phạm Trí tên Trường Trảo, lại có vị tên là Tiên Ni Bà Tha Cù Đa La, lại có vị tên là Tác Giá Kama Kiện Đề, là những vị đại luận nghị của cõi Diêm Phù Đề, nói hết thảy luận đều có thể phá, hết thảy lời nói đều có thể họa, hết thảy lối chấp đều có thể lay chuyển, không có pháp chân thật nào đáng tin, đáng cung kính. Như trong kinh Xá Lợi Phất Bản Mạc nói, cậu của Xá Lợi Phất tên là Đại Câu Hy La, cùng chị là Xá Lợi, luận nghị mà không bằng. Đại Câu Hy La suy nghĩ, đây không phải sức của chị ta, chắc là bậc trí giả trong bào thai gọi lời nơi miệng mẹ, người này chưa sanh mà đã vậy, lớn lên sẽ ra sao? Suy nghĩ xong, ông sanh tâm kiêu mạn, vì muốn học rõ các thứ luận nghị nên xuất gia làm Phạm Trí, đi vào nước Nam Thiền Trúc bắt đầu đọc kinh thơ. Mọi người hỏi, Trí ông muốn cầu gì, học tập kinh gì? Trưởng Trảo đáp, cả 18 thứ kinh lớn đều muốn đọc hết. Mọi người nói, chọn cả đời ông còn không hiểu một thứ, cũng chưa hiểu hết. Trưởng Trảo tự nghĩ, trước kia vì kiêu mạn nên thua chị, này lại bị các người này khinh nhục, vì hai chuyện này nên tự thề rằng ta không cắt móng tay, cần phải đọc hết 18 thứ đại kinh. Mọi người nhìn thấy móng tay dài mà gọi ông là Phạm Trí Trưởng Trảo. Ông dùng trí tuệ của đủ thứ kinh sách, đủ thứ lời châm trích rằng đây là pháp, đây là phi pháp, đây là phải, đây là không phải, đây là thật, đây là không thật, đây là có, đây là không, để phá luận nghị của người khác. Ví như voi cuồng sức lớn đường đột dài xéo, không ai chế ngự được. Sau khi Phạm Trí Trường Trảo dùng sức luận nghị như vậy, dẹp phá các luận sư xong, trở về nơi sinh quán là thôn Na La trong thành Vương Xá nước Ma Già Đà, hỏi người ta rằng, đứa con của chị tôi sinh ra nên nó ở đâu? Có người trả lời, con của chị ông sinh ra vừa mới 8 tuổi đã đọc hết các thứ kinh sách, đến 16 tuổi thì luận nghị hơn cả mọi người. Có đạo nhân thích chủng họ Cù Đàm, con của chị ông theo làm đệ tử của vị ấy. Trường Trảo nghe thế, liền khởi kiêu mạn, sanh lòng không tin, nói rằng đứa con của chị ta thông minh như thế, ông kia dùng thuật gì mà có thể dối hoặc để nó cạo tóc làm đệ tử được. Nói thế rồi đi ngay đến chỗ Phật. Bây giờ tôn giả Xá Lợi Phất vừa thọ giới được nửa tháng, đang đứng hầu bên Phật, cầm quạt quạt Phật. Trường Trảo Phạm Trí gặp Phật hỏi han xong, ngồi xuống một bên suy nghĩ rằng, mọi thứ luận nghị đều có thể bị phá, mọi lời nói đều có thể bị hoại, mọi thứ chấp thủ đều có thể bị lai chuyển. Vậy trong đó cái gì là thật tướng của các pháp, cái gì là đệ nhất nghĩa, cái gì là tánh, cái gì là tướng không điên đảo? Suy nghĩ như vậy, như nước biển lớn mà muốn đến tận đáy nó, tìm cầu đã lâu mà chẳng được một pháp nào thật để có thể nhập tâm. Vậy ông ấy dùng luận nghị gì mà có thể lôi được con của chị ta? Suy nghĩ xong, Trưởng Trảo liền nói với Phật rằng, này ông Cù Đàm, hết thảy các pháp ta đều không thọ nhận. Phật hỏi Trưởng Trảo, hết thảy các pháp ông đều không thọ nhận, vậy cái kiến chấp hết thảy đều không thọ nhận ấy ông có thọ nhận không? Phật lại hỏi, câu đó có nghĩa ông đã uống vào độc tà kiến, nay tuôn ra độc khí, nói rằng hết thảy pháp ta đều không thọ nhận, vậy cái kiến chấp quan điểm đó ông có thọ nhận không? Bây giờ Trưởng Trảo Phạm Trí như ngựa hay, vừa thấy bóng do là biết sợ và chạy theo đường tránh. Trưởng Trảo Phạm Trí cũng thế, nghe lời nói của Phật như bóng roi đi vào tâm, để vứt bỏ cống cao hổ thẹn cúi đầu, suy nghĩ như vậy. Phật đặt ta vào hai cửa thua, nếu ta nói là thọ nhận thì đây là cửa thua rõ rệt, nên nhiều người biết họ sẽ nói, tại sao tự nói hết thảy pháp ta đều không thọ nhận, nay lại nói kiến chấp đó ta thọ nhận, rõ ràng là nói dối, đó là cửa thua rõ rệt bị nhiều người biết. Cửa thua thứ hai tế nhị hơn, vì nói ta đều không thọ nhận thì không mấy người biết. Trường Trảo suy nghĩ vậy rồi đáp lại Phật, Cù Đàm, hết thảy pháp ta không thọ nhận, kiến chấp này cũng không thọ nhận.